Đến với kênh YouTube của mình, hôm nay mình sẽ review câu chuyện Đại Hiệp Đầu Heo, được nằm trong cuốn sách Ô Long. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Ngô Chuẩn, được nằm trong cuốn sách Ô Long. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review quả ớt. Quả ớt là một cái loại gia vị làm tăng cái độ ngon của các món ăn hơn. Và vị ớt sẽ có vị cay, vị đắng. Trong quả ớt có rất là nhiều các thành rất là nhiều cái chất, đó là vitamin C. Ớt này cũng làm cho chúng ta thêm những cái dinh dưỡng được từ những cái hoa quả, từ những cái vitamin. Và ớt này mình thấy là rất là nhiều bạn trong mỗi một bữa ăn đều không thiếu được cái gia vị đó là ớt. Thỏ trắng và thỏ xám cùng lên đường lên sườn núi chơi, bỗng nhiên có một cơn gió thổi đến. Thỏ trắng nói: "Thỏ xám ơi, sắp mưa rồi, chúng ta mau về nhà thôi." Vừa về đến nhà thì trời đổ mưa rất to. Thỏ xám nói: "Thỏ trắng à, anh thật giỏi, sao anh lại biết trời sắp mưa?" Thỏ trắng trả lời: "Em quên rồi sao, mẹ từng nói sau trận gió to sẽ có mưa đấy thôi." Thỏ trắng lắc đầu thắc mắc: "Nhưng tại sao trước khi mưa lại có gió?" Đến đây thì thỏ trắng không biết trả lời ra sao. Thế là hai anh em cùng nhau về hỏi mẹ: "Mẹ ơi, tại sao trước khi mưa lại có gió?" Mẹ cười đáp: "Bây giờ là mùa hè, thời tiết vô cùng nóng nực. Dưới tác động của mặt trời, tầng không khí gần mặt đất tăng dần nhiệt độ. Lượng không khí nóng ngày càng nhiều, bốc lên cao, tích tụ thành mây. Khi gặp lạnh trên cao, chúng ngưng tụ thành những giọt nước. Do có hiện tượng đối lưu mạnh của không khí nên sẽ hình thành những đám mây dông." Các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Nguyên Soái, được nằm trong cuốn sách Ô Long. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Đại Hiệp Cà, được nằm trong cuốn sách Ô Long. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review củ cải trắng. Củ cải trắng là một cái loại rau củ quả mà rất là nhiều người đã thích ăn cái món củ cải trắng này. Vị của củ cải trắng ăn thì rất là thanh mát và nó sẽ có cái vị ngọt nhẹ. Món này của chúng ta có thể là xào nấu luộc đều rất là xào nấu luộc rất là tốt.
mỗi tối, chuột con đều thích lẻn chạy tới cửa hang và nằm yên lặng ngắm những bóng đèn lê ông tuyệt đẹp trên các tòa nhà cao tầng. Đối với chuột con, những bóng đèn lê ông xanh xanh đỏ đỏ còn đẹp hơn cả những ngôi sao lấp lánh ở trên trời. Chuột con ơi, mau đi ngủ thôi, mẹ cậu gọi. Cho con chơi thêm một chút nữa đi, mẹ chuột con nài nỉ. Một lúc lâu sau, chuột con vẫn chưa chịu vào trong hang ngủ. Mẹ phải ra tận nơi để gọi cậu vào. Thấy mẹ đến bên, chuột con chỉ tay vào bóng đèn lê ông và nói: mẹ ơi, đèn đẹp quá. Mẹ đáp: con nói đèn đường à? Đúng vậy, rất đẹp. Chuột con cãi lại: không phải, không phải, con nói những bóng đèn lê ông cơ. Chuột con giải thích thêm: đèn đường thì có gì mà đẹp hả mẹ? Ở đâu cũng như nhau, con nhìn chán rồi. Chuột mẹ giải thích rằng đèn đường không những đẹp mà ánh sáng ấm áp, êm dịu của nó còn rất có ích. Các bạn đã đến với kênh YouTube mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Chân Voi được nằm trong cuốn sách Ô Long. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Thầy Giỏi Trò Tài được nằm trong cuốn sách Ô Long. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review củ su hào. Củ su hào nó sẽ có mọc những cái lá ở những cái trên cái thân của su hào. Lá của củ su hào được mọc ở phần trên và phần dưới này, đây gọi là phần dưới gốc, nó được mọc ở dưới đất. Củ su hào nó được mọc ngay trên cái mặt đất và khi mà chúng ta chặt thì nó sẽ có một cái đẫn nữa thì nó sẽ xuống dưới đất. Củ su hào khi mà chúng ta thái ra nó sẽ có màu trắng ở bên trong, và ăn cái củ su hào này có cái vị mát, thanh mát, ăn hơi ngọt ngọt. Su hào sẽ được chế biến thành những cái món như là nấu canh xương, hoặc là chúng ta có thể là xào nấu canh. Hoa nói nhỏ: xệt, Mimi ơi đừng kêu nhé. Tên kẻ trộm ở bên ngoài nghe thấy có tiếng trẻ con vọng ra, vội dừng tay để nghe ngóng. Sau đó hắn tự trấn an: chỉ là một đứa trẻ con thì có gì đáng sợ chứ, chỉ e là có người lớn ở nhà thôi. Đúng lúc đó tên trộm lại nghe thấy Hoa nói với Mimi: Mimi ơi đừng làm ầm lên thế, hôm qua ông và bố thức khuya, giờ còn đang ngủ, chật tự kiểu đánh thức mọi người dậy bây giờ, mẹ sẽ giận đó. Tên trộm bắt đầu lo sợ, hóa ra trong nhà có nhiều người như thế, ta phải mau chuồn thôi. Nghĩ vậy, hắn vội buông dụng cụ lại và chạy thẳng. Hoa nép vào cửa chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Sau đó, cô bé chạy vào buồng trong gọi điện cho bác hàng xóm: bác Trương ơi, cháu chào bác ạ, cháu là Hoa đây. Ban nãy có tên trộm định phá khóa nhà cháu, không biết bây giờ hắn đã đi chưa. Bác Trương nghe thấy vội vàng nhìn qua lỗ cửa quan sát của nhà mình, thấy không có ai ngoài mấy thứ dụng cụ vứt vương vãi trên sàn, tên trộm đã trốn đi rồi. Bác Trương vẫn thấy lo lắng bèn gọi điện cho cảnh sát. Không lâu sau chú cảnh sát tới, và cùng lúc đó mẹ của Hoa cũng đã về nhà.